Mới đây, Mino Raiola đã gây xôn xao dư luận khi thừa nhận rằng Erling Haaland có thể rời Dortmund vào mùa hè, thời điểm mà điều khoản giải phóng 68 triệu bảng trong hợp đồng có hiệu lực. Barcelona được cho là đã gặp Raiola vào đầu tháng này để thảo luận về một thỏa thuận khả thi, trong khi huấn luyện viên Ralf Rangnick cũng đưa Haaland vào danh sách 4 cái tên rút gọn cho kỳ chuyển nhượng vào tháng giêng. Haaland có thể chờ đợi tất cả mọi người, nhưng chúng tôi không có thỏa thuận trước với bất kỳ câu lạc bộ nào. Chúng tôi sẽ tìm kiếm lựa chọn tốt nhất cho cậu ấy, và tôi cũng không bao giờ loại trừ việc cậu ấy sẽ có thêm một năm nữa tại Dortmund. Vì dịch bệnh hoành hành nên Spurs không thể đá trận cuối cùng vòng bảng gặp Gen trong khuôn khổ Europa Conference League. Trận đấu dự kiến diễn ra vào ngày 10 tháng 12 trên sân vận động Tottenham Hotspur. Theo quy định của UEFA, tất cả các trận vòng bảng cúp châu Âu phải kết thúc trước tháng 12. Vì các bên liên quan không thể thống nhất lịch thi đấu lại, nên UEFA đã xử Spurs thua với tỷ số 0-3. Với quyết định này từ UEFA, Tottenham Hotspur đã kết thúc bảng G ở vị trí thứ 3. Điều này đồng nghĩa với việc đội bóng nước Anh đã bị loại. Trước khi bị xử thua, Spurs vẫn còn cơ hội giành vé đi tiếp nếu thắng được Gen ở lượt đấu cuối cùng. Nhờ vào phán quyết của UEFA, Gen kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ nhất, qua đó giành quyền vào vòng 1/8. Trong khi đó, Vitesse đứng thứ 2 giành vé playoff. Tiếp đó, Liverpool trong bối cảnh lần lượt khủng hoảng vì Covid-19, Spurs đã bất ngờ cầm hòa được The Cop. Spurs bất ngờ cầm hòa được The Cop với tỷ số 2-2. Trận đấu tại sân Tottenham Hotspur đã kết thúc với rất nhiều tranh cãi, điển hình là pha phạm lỗi thô bạo của Harry Kane. Cụ thể, Kane có một pha vào bóng bằng gầm giày nhắm thẳng vào Andrew Robertson. Điều đáng nói, tiền đạo người Anh không có ý định thu chân lại khi thực hiện cú tắc bóng nguy hiểm này. Nhưng sau đó Harry Kane chỉ bị trọng tài Paul Tierney phạt thẻ vàng. Sau trận đấu, Gary Neville nhận định đáng ra Kane phải bị đuổi thẳng vì pha phạm lỗi này. Tương tự, Jamie Redknapp cho rằng tiền đạo của Spurs cũng xứng đáng nhận thẻ đỏ trực tiếp. Với chiến thắng trước Newcastle, Man City đã giành tổng cộng 34 chiến thắng trong năm dương lịch 2021. Qua đó, phá bỏ kỷ lục tồn tại 39 năm của Premier League về số trận thắng nhiều nhất trong một năm dương lịch. Theo Sky, Man City đã xô đổ kỷ lục đã tồn tại từ năm 1982 của Liverpool với 33 trận thắng trong một năm dương lịch, khi đội bóng của Pep giành chiến thắng thứ 34 vào đêm qua. Man City có thể nối dài kỷ lục của mình bởi họ vẫn còn thêm 2 trận đấu nữa trong năm này với Leicester City và Brighton. Trước đó, Premier League cũng đã ghi nhận hai câu lạc bộ suýt cân bằng được thành tích của Liverpool, đó là Chelsea vào năm 2005 với 32 trận và Man United vào các năm 93, 2009 với 31 chiến thắng. Man United sẽ chạm trán Atletico Madrid ở vòng knockout Champions League. Các chuyên gia và giới mộ đều nhận định đây sẽ là thử thách cực đại với Quỷ Đỏ, bởi lẽ Atletico luôn là đối thủ rất khó chịu và lối chơi thực dụng. Tương tự các chuyên gia và giới mộ đều, siêu máy tính của FIFA cũng dự đoán kết quả bi quan dành cho câu lạc bộ của nước Anh. Theo lịch, Man United sẽ thi đấu trận lượt đi diễn ra vào ngày 24 tháng 2. Siêu máy tính nhận định đoàn quân của Ralf Rangnick chỉ có 23% cơ hội giành chiến thắng ở trận đấu này. Trong khi về phía Atletico, theo siêu máy tính, nhờ có lợi thế sân nhà, họ có cơ hội 53% để có thể đánh bại Man United. Trong khi đó, xác suất trận đấu này có kết quả hòa là 24%. Ở trận lượt về tại Old Trafford diễn ra vào ngày 16 tháng 3, siêu máy tính cũng đánh giá Quỷ Đỏ chỉ có khả năng 38% cơ hội giành chiến thắng. Truyền thông Thái Lan tỏ ra bất ngờ khi thầy trò Park Hang-seo không giành được ngôi nhất bảng và sớm tái ngộ với vò chiến ngay tại vòng bán kết. Tờ Thai Rat mở đầu bài viết có đoạn: chiến thắng 4-0 trước Campuchia là không đủ để Việt Nam đứng đầu bảng B và sẽ gặp Thái Lan ở bán kết. Việt Nam đang thể hiện phong độ phập phù tại giải đấu. Truyền thông Thái Lan nhận định trận đấu sắp tới giữa hai đội sẽ nhận được sự quan tâm lớn khi có rất nhiều duyên nợ trong quá khứ. Ở lần gặp nhau gần nhất tại vòng loại thứ hai World Cup 2022, hai đội đã hòa nhau với tỷ số 0-0.